chắc phải hy sinh vài quả banh. Trứng như vậy tốt hay xấu, trứng như vậy có ấp nở hay không, trứng em thấy mềm quá, nói chung là rất nhiều câu hỏi liên quan tới trứng. Nhiều khi đẻ ra nó mớp mớp giống vậy nè em, nó không có căng, nó không có căng như cái trứng này. Sẽ có trường hợp là đẻ ra cái trứng á, nó căng tròn rất là đẹp luôn, cái trứng nhìn cái hình bên ngoài là rất đẹp nhưng mà phôi bên trong nhất nhợt à. Năm mỗi ngày chúng ta kiểm tra rồi nọ, phôi nó phát triển tốt thì 5 tới 10 ngày sau chúng ta mở ra. Chi thấy một con igu đã chui cái đầu ra rồi. Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hiện tại đang là cái mùa mà anh em đang rất là bận rộn, rất là nhiều hy vọng, cũng rất là nhiều lần tuột, gọi là tuột bút. Bởi vì đang là cái mùa mà ấp trứng igu ha. Thì đẻ ra trứng tốt thì coi như là hy vọng tràn trề, ấp sẽ ra được con đẹp, ra siêu phẩm này nọ. Hoặc là công trình cả năm trời dưỡng mà cuối cùng đẻ ra cái trứng nó eo ụt quá, phôi nó yếu này nọ các thứ thì cũng gây cho mình bị tụt mút. Thì sẵn đang cái mùa này thì mình sẽ nói về cái vấn đề ấp trứng igu ha. Một số cái câu chuyện cũng như là nói chung là mình sẽ sử dụng những cái đạo cụ này để chia sẻ những cái điều mình biết trong cái việc ấp trứng với anh em thôi. Thì hy vọng là qua cái câu chuyện này anh em có thể rút ra cái gì đó cho mình, cho cái mùa sinh sản igu của anh em nó được tốt hơn, cũng như là cho những anh em mà newbie á, mới lần đầu ấp trứng cho nên là chuyện gì cũng thấy rất là lạ lẫm. Thì qua những cái tình huống mà mình làm clip vui vui cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình như thế này, anh em sẽ coi như là vững lòng hơn, vững tin hơn. Anh em sẽ biết mình đang làm đúng hay đang làm sai thì đỡ lo lắng ha. Rồi chắc phải hy sinh vài quả banh. Rồi cái này là trả lời câu hỏi của một số bạn. Lần trước thì mình đã chia sẻ cho anh em cái quá trình ấp trứng nó sẽ như thế nào rồi ha. Thu hoạch trứng thì cái mặt phôi phải đặt lên trên ha, trên cái trứng khi mình mới thu hoạch á thì nó sẽ có cái mặt phôi nằm trên này. Thì trên mặt phôi này á nó sẽ là đường tia máu ha. Thì anh em lưu ý á, nhiều anh em tại vì trong cái mùa này mình nhận rất là nhiều câu hỏi của anh em á là trứng như vậy tốt hay xấu, trứng như vậy có ấp nở hay không, trứng em thấy mềm quá, nói chung là rất nhiều câu hỏi liên quan tới trứng. Cho nên là mình sẵn mình làm cái chia sẻ này đến mọi người ha. Thì đầu tiên là anh em phải lưu ý là cái mặt phôi phải hướng lên. Và cái mặt phôi này khi nào là đạt tiêu chuẩn, mọi người ở trên mạng á, hay nói là trời ơi đẻ ra cái phôi nó bự lắm, trời ơi nhìn cái phôi nó ghiền luôn, có nghĩa là cái quần phôi này nó bự nữa các bạn. Nhưng mà thật ra theo mình á, cái quần phôi mà bự vậy là không ok ha. Tại vì nó bị loãng, nó bị nở ra. Các bạn thấy cái quần phôi nào mà nó nhỏ thôi, nó nhỏ nhưng mà nó đậm đặc, nó đậm đặc máu luôn á, thì cái phôi đó mới là phôi tốt. Thì khi mà chúng ta tạo môi trường sống cho nó tốt á, môi trường mà cho trứng nó phát triển tốt á, nó sẽ nở, nó lan ra từ từ. Còn cái phôi nào mà anh em thấy nguyên cái quần nó bự muốn gần nửa cái trứng luôn vậy đó, thì thật ra nó là cái phôi theo mình nó là không có tốt. Tại vì nó loãng quá, chứ không phải là cái quần phôi đó bự thì cái lượng máu trong đó nó nhiều, không phải. Mà tại vì nó loãng quá, nó bị loang ra đó. Thì cái phôi nó tốt á là nó phải tuần hoàn được, anh hiểu không? Cái vòng tròn này nè, cái đường máu của nó phải liền lạc, nó tuần hoàn, nó nở ra từ từ đó, thì nó coi như là nó phát triển. Còn nó mà loãng quá hoặc nó bị đứt gãy trên cái đường tròn quần phôi này, nó bị đứt gãy một cái, có nghĩa là máu nó không có tuần hoàn được á, thì cái phôi đó sẽ sụp từ từ nha. Anh em lưu ý chứ không phải là khoe trội đẻ ra cái quần phôi bự lắm anh ơi, nhìn vô thấy máu, cái đường máu lỏng le lỏng lét á đó, thì nó không phải là tốt ha. Rồi anh em hay nói là anh em cứ lo lắng là cái đất ấp quá nhiều, anh em quá lo quá nhiều đất ấp đi. Rồi, đất ấp này tốt, đất đen tốt hay đất trắng tốt hay cái này cái kia tùm lum á, thì theo mình cái đất ấp đó là phụ thôi, nó mới quan trọng anh em. Mình thì mình xài cái loại đá chân trâu này, thì cái loại này mình cũng có từng chia sẻ với anh em rồi, nó thì nó xốp bên trong cho nên là nó sẽ rút nước ở bên trong ruột nó nè, và nó tỏa cái ẩm ra từ từ đó, nó có nghĩa là nó sẽ không bị thiếu ẩm và nó cũng không bị tình trạng chỉnh nước đó. Thì bóp ra đây là nó ra nước đây. Rồi có người xài đất đen, thì theo như mình nói á, là đen hay trắng thì nó không quan trọng ha. Đất nào cái tác dụng của nó cũng là nó tạo một cái lớp nền để nó giữ cái nước và nó cung cấp cái độ ẩm cho trứng nó phát triển từ từ, cho nên thật sự nó không quan trọng. Cái điều quan trọng nhất để ấp trứng igu á là cái phôi.
cái phôi nó khỏe thì anh em ấp bằng cái gì nó cũng nở á. Hồi xưa mình là lúc mà chưa máy này chưa phát triển, mà thậm chí sau này máy này phát triển mình có thời gian mình vẫn ấp cát. Sau này mình không ấp cát nữa tại vì không có tìm được cái nguồn cát sạch. À, cái nguồn cát đó nhiều khi ở dưới sông người ta bị dính phèn đồ này nọ đó, thì nó lên nó làm hư cái trứng, không tìm được nguồn cát sạch nữa. Cái thứ hai nữa là cái cát thì nó nặng quá, khiêng lên nó rất là nặng. Ví dụ như cùng một lượng cát thì bắp vô cái lượng đất ấp như thế này nè, thì cái này nó rất là nhẹ, cái này nó chừng khoảng 2 kg thôi, nhưng mà nếu mà đổ cát vô cái lượng này thì nó phải 5-6 kg, nó rất là nặng, thao tác nó mệt quá, cho nên sau này mình mới chuyển cái này. Cho nên chung quy lại á là ấp trứng á, theo mình cái đất ấp nó không có quan trọng, quan trọng là cái phôi. Cái phôi nên khỏe ấp kiểu nào cũng nở á, ấp bằng cái chất liệu nào cũng nở á, chứ không phải là ấp kiểu nào ha. Cho nên là trắng hay đen không quan trọng, quan trọng cái phôi có tốt hay không. Rồi cái thứ hai nữa, có nhiều bạn nói là cái điều lưu ý nữa là cái trứng con iguana, cái trứng iguana là trứng mềm, trứng mềm, tại vì trong cái bụng nó rất là nhiều trứng, nó phải mềm thì mới gọi là nó có thể luồn lách để di chuyển tốt được. Còn nếu mà nó cứng ngắc, nó kèn cựa nha, cái đó là nó sẽ vỡ trứng. Cho nên là trứng của nó là trứng mềm nha anh em. Thì trứng mềm khi mới đẻ ra thì nó mềm giống vậy nè, nhiều khi đẻ ra nó mớp mớp giống vậy nè anh em, nó không có căng, nó không có căng như cái trứng này. Cũng có trứng căng, trứng căng như vậy là nó khi mà anh em đẻ ra cái con igu á mà trứng căng như vậy á, thì chứng tỏ là cái vỏ trứng nó tốt, vỏ trứng nó dày cho nên nó căng tròn. Nhưng mà căng tròn như vậy không có nghĩa là cái trứng nó sẽ tốt ha. Sẽ có trường hợp là đẻ ra cái trứng á nó căng tròn rất là đẹp luôn, cái trứng nhìn cái hình bên ngoài là rất đẹp nhưng mà phôi bên trong nhớt nhợt à, thậm chí là không có phôi ha, thì phải giục luôn. Còn cũng có trường hợp đẻ ra cái trứng nó móp méo xấu quắc à, cái vỏ trứng thì thấy nó mềm lắm, nó mỏng lắm, thì đó là cái vỏ trứng nó không tốt. Cái vỏ trứng không tốt là nói lên một điều là cái dinh dưỡng anh em nuôi trong thời gian nó có bầu là anh em nuôi thiếu chất, thiếu dinh dưỡng, cho nên là cái vỏ trứng á nó rất là mỏng thì nó dễ bị nấm mốc xâm nhập nè, nó dễ bị rách nè, dễ bị vỡ nè ha. Tuy nhiên cái vỏ trứng mỏng thì nó vẫn có phôi, có những cái ổ nó đẻ ra cái vỏ trứng rất là mỏng nhưng mà phôi tốt, ấp vẫn ngon, ấp từ từ nó sẽ căng lên, cái vỏ nó dày tốt lên. Còn có trường hợp anh em đẻ ra cái trứng rất là đẹp luôn, con igu đẻ ra cái trứng chứ không phải anh em đẻ con igu đẻ ra cái trứng rất là đẹp luôn, căng tròn, vỏ dày trắng bóc luôn, đẹp, nhưng mà soi vô là không có miếng phôi nào hết thì cái trứng này cũng vô dụng luôn ha. Thì có một cái trường hợp á, là mình đã nói cái quá trình là hôm bữa mình đã chỉ cho anh em thu hoạch trứng như thế nào, rồi trộn đất ấp, cái trộn cái nước như thế nào, căng độ ẩm như thế nào, bỏ trứng như thế nào vô, rồi bây giờ ấp thì bắt đầu lên cái level tiếp theo là khi mà anh em thu hoạch cái trứng nhiều khi nó mớp mớp giống vậy nè, thì anh em bỏ vô ấp ha, tạo độ ẩm, tạo nhiệt độ. Thì nếu như cái trứng này mà phôi tốt á, trứng này phôi tốt á, thì khoảng 5 tới 10 ngày sau nó sẽ căng tròn ra ha. Anh em vô đây coi, đây là trứng mình mới bỏ vô nè, trứng mình mới bỏ vô ấp nè, mới thu hoạch xong nè đó, mớp nè, mớp nè, mớp nè. Nhưng mà trong này mình soi là mình thấy phôi đều ok hết nha, soi trong ba trứng này giả dụ là phôi đều đẹp hết đó, mà đang mớp như thế này bỏ vô nắp đó. Thì khi mình ấp á thì khoảng từ 5 tới 10 ngày nếu mà phôi này nó phát triển tốt, chỉ máu đầu nó chạy từng hoàng được, nó lan từ từ, là có nghĩa là cái phôi này nó đang có sự sống à, nó đang có sự sống thì nó sẽ phát triển. Thì khoảng 5 tới 10 ngày sau á, nếu mà chúng ta cung cấp mọi thứ nó tốt cho bé đó nha, 5 tới 10 ngày sau á phôi trạng thái tốt. Năm mỗi ngày chúng ta kiểm tra rồi nọ phôi nó phát triển tốt thì 5 tới 10 ngày sau chúng ta mở ra, chúng ta thấy trứng nó căng tròn lên ha, có nghĩa là nó đang phát triển tốt, chỉ máu bắt đầu nó chạy càng ngày, mới đầu thì nó chỉ có một đường như đây thôi đó, nhưng mà nó tuần hoàn được, phôi nó phát triển tốt được, độ ẩm thích hợp, nhiệt độ thích hợp, 5 tới 10 sau phôi nó sẽ nở rộng ra từ từ, rộng lan, rộng ra từ từ nó lan full nguyên trứng luôn, và chúng ta sẽ thấy cái trứng lúc này nó sẽ căng tròn đó, nó sẽ căng tròn. Lúc đầu nó mớp nha, nhưng mà giờ nó phát triển rồi, má tuần hoàn thì nó sẽ căng tròn lại. Cho nên là rất nhiều anh em nói, anh em ơi, em igu em đẻ ra cái trứng phôi á thì nó mớp quá anh, nó mớp quá, nó mỏng quá. Rồi em để em ấp 3-4 ngày nay rồi mà em thấy nó vẫn mớp, mà em sâu vô em thấy chỉ máu nó vẫn đang tốt rồi nọ cái thứ, thì có sao anh em làm sao để cho trứng căng tròn? Thì câu trả lời của mình đó là thời gian nha anh em. Nếu mà phôi nó phát triển tốt mà trứng còn đang mớp rồi nọ thì vài ba bữa nữa nó sẽ căng tròn ra. Đó thì cụ thể là anh em thấy đây, đây là cái ba cái trứng của ngày mới thu hoạch đây, mớp méo tè le hết nhưng mà phôi tốt, bỏ vô đây mình ấp.
5 tới 10 ngày sau trứng nó sẽ căng tròn. Và đối với anh em làm nghề igu á thì thời gian nó thời gian mà an toàn á là sau 20 ngày. Đó, sau 20 ngày mà anh em thấy cái trứng nó vẫn căng tròn đẹp, có chỉ máu thì anh em có thể an tâm là nó sẽ nở. Trừ những cái trường hợp gọi là hy hữu xảy ra, ví dụ như anh em làm rớt nguyên cái thùng này xuống dưới rồi nó vỡ hay gì đó. Còn nếu mà anh em cứ để yên rồi cứ canh cái độ ẩm cho nó đừng có bị khô quá đó. Nhiều có nhiều người á, người ta trộn ẩm xong cái ngày nào ta cũng mở ra coi á, mở coi hoài luôn rồi nó động trứng, hoặc là cái hơi ẩm nó sẽ bị bay mất thì từ từ nó khô, mà anh em không cấp ẩm lại thì nó bị khô quá đó. Nhưng mà đại loại là trứng mà giữ qua được 20 ngày là có thể an toàn ha, an toàn chờ ngày thu hoạch. Rồi thì trong quá trình đó chúng ta cứ thăm khám, cái trứng ban đầu nó nhỏ nha, cái trứng ban đầu có thể nó cỡ này cỡ một ngón tay cái thôi mới đẻ ra, nhưng mà tới gần tới ngày nở nó sẽ nở to ra cỡ ba ngón. Lúc này có con trong này rồi thì cái thời gian ấp trứng thì cũng tùy người. Theo wiki thì nó để là 90 ngày. Ấp ở Việt Nam mình thời tiết nó nóng hơn thì mình ấp theo cái kiểu nhiệt độ tự nhiên mình á thì nó khoảng 65 tới 70 ngày. Còn mấy anh em mà ép nhiệt á, tăng cái nhiệt lên để cho nó nhanh thời gian nở á thì nó sẽ sớm hơn nữa. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có nhiều biến chứng ha, khi anh em ấp ép nhiệt với nhiệt độ cao để cho nó nở ra sớm á thì nó sẽ bị tình trạng là dễ bị gọi là gì, quái thai, dễ bị ngấn đuôi, dễ bị mù mắt, dễ bị thiếu tay thiếu chân, dễ bị biến dạng cuộc sống. Đó là những cái biến chứng. Và đứa con khi ra đời theo như mình quan sát, tại vì mình cũng có thử nghiệm ép tăng nhiệt á thì những cái con đó nó khá là hung hăng, cái tính cách của nó đó nó không có đầm, nó dễ bị kích động, nó dễ bị xì chết đó. Cho nên là mình cũng test thử rồi, sau này mình không có ép nhiệt để mà mình ép nhiệt. Anh em biết sao, ép nhiệt thì coi như là nó giống như là có hàng sớm thì sẽ mua bán được sớm đó. Đó với anh em đó, cho nên là anh em sẽ rút ngắn cái thời gian bằng cách ép nhiệt, nhưng mà nó sẽ có những cái biến chứng đó, dễ bị những cái vấn đề bằng sức khỏe đó. Và nếu mà nó không bị vấn đề bằng sức khỏe thì sau này nó cũng sẽ khó thuần, tại vì nó sẽ hung hăng, nó sẽ dễ xì chết. Nói chung là nó cái thời gian ấp nở của người ta là 90 ngày mà anh em rút lại còn có phân nửa, nó phải ép tăng cái nhiệt á, thì khi mà chúng ta tăng cái nhiệt thì cái phôi nó sẽ phát triển ngày đêm luôn. Và nó dễ hình dung nhất đó là ví dụ như ban ngày nó nóng thì cái phôi nó sẽ phát triển, ban đêm nó lạnh thì cái phôi nó nghỉ ngơi đó. Còn này anh em ép nhiệt coi như là ngày 24 tiếng là lúc nào nó cũng nóng như vậy á, thì cái phôi nó phát triển hoài, nó không được nghỉ luôn, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó đứa con nó cái thần kinh của nó sẽ bị căng thẳng ha, nó dễ bị stress. Rồi thì giờ ví dụ như là mình bỏ vô mình ấp qua 20 ngày nè, trứng căng tròn rồi nè, vậy là coi như có thể an tâm rồi đó, an tâm chờ tới ngày lụm lúa rồi đó, nó sẽ nở ra được con ha. Thì giờ mình thí dụ như là mình ấp ở đây 70 ngày đi đó, bắt đầu ngày thứ 70 thì mình sẽ có cái hiện tượng gì đâu rồi, để mình chờ chút chuẩn bị đạo cụ cái nha. Thì anh em mà coi clip á thì anh em sẽ, anh em nào mà newbie mới làm lần đầu á, anh em newbie mới làm lần đầu thì nhiều cái bỡ ngỡ lắm. Ủa anh ơi, đẻ cái trứng vậy có ok không, rồi ấp như vậy đất nó khô quá hay không, rồi em bỏ trứng như vậy đúng chưa, rồi đủ thứ vấn đề hết. Trứng mà bị móc rồi sao nữa? Chỉ máu vẫn còn phát triển rồi, xử lý sao? Trứng mà bị móc, chỉ máu còn phát triển á thì đầu tiên là anh em lấy cái cách này á, là nó sẽ không, cách này là theo cái cách mà tự mày mò và cũng không có đạt hiệu quả, coi như hiệu quả cũng không cao nha anh em, hiệu quả rất là thấp. Nhưng mà thì mình chỉ còn một cách này thôi, chứ mình sẽ cứu nó. Chứ còn mình cũng không có cách nào hiệu quả hơn. Thì đối với mình á, là mình sẽ lấy khăn rồi mình lau sạch cái phần nấm móc đó đi. Nếu mà nó nổi dày lên mình lau sạch cái đó đi ha. Và mình sẽ sử dụng cái bột xi măng khô á đó, mình sẽ rắc lên cái chỗ móc đó. Thì cái bột xi măng nó có chức năng là nó rút nước. Cái chỗ nấm móc á, là nó nhờ cái ẩm móc đó mà cái nấm móc nó phát triển được. Anh em hiểu không? Cho nên là mình lấy cái bột xi măng khô mình rắc lên cái chỗ nấm móc á, ấy nó sẽ rút cái nước ngay chỗ cái chỗ nó bị xì hay là bị nấm mốc đó, nó rút cái nước đi thì cái nấm mốc nó sẽ không phát triển được nữa ha.
đó thì coi như là mình diệt cái nấm ngay chỗ đó. Nhưng mà tuy nhiên mình nói là cái này nó không phải là nó hiệu quả tuyệt đối ha. Có trứng nó có cái nấm mốc nó sẽ dừng lại, có khi cái trứng nó cái phôi nó yếu quá thì nó sập luôn. Cho nên là mình nói lại là mình cứu cái trứng là mình chỉ cứu được bên ngoài thôi, và một số trường hợp gọi là may mắn thôi, chứ còn quan trọng nhất là cái phôi. Cái phôi nó khỏe thì nấm mốc sẽ không xâm nhập đâu được. Cái phôi nó khỏe thì nó sẽ lướt qua cái nấm mốc, còn cái phôi nó yếu là cái nấm mốc nó sẽ lụm cái phôi, là cái trứng nó sẽ sụp, nó sẽ chết. Đó thì chỉ có cách đó thôi, nếu mà cái phôi cái chỉ máu nó vẫn còn nhưng mà cái trứng đang bị nấm mốc xâm nhập thì anh em chùi sạch cái chỗ nấm mốc đi, chùi đó đi, xong anh em lấy cái bột xi măng khô anh em rắc lên cái chỗ đó để cho nó rút rút cái phần ẩm rồi nó dính ngay chỗ nấm á thì có thể nó chết. Tuy nhiên á thì nó chết cái chỗ đó đó là nó sẽ sơ cứng ngay cái chỗ nấm mốc, là cái chỗ cái lòng đỏ, cái noãn, để mà đó là cái nguồn thức ăn cho con igu trong quá trình nó nằm trong cái trứng. Thì khi mà anh em cái trứng cái nấm mốc nó ăn chỗ đó đó thì cái phần noãn đó đó nó sẽ bị nó bị khô cứng lại, cứng từ bên trong luôn á. Cái noãn nó thành cái cứng y như là cái trứng gà mà chúng ta luộc mà luộc già nó chai lên vậy đó. Đó thì cái bạn igu mà trong cái trứng mà bị cái nấm mốc đó, thường là nó sẽ bị nhỏ con nè, hai là nó sẽ bị dị tật biến dạng ha. Nhỏ con là chính là vì cái phần thức ăn, cái noãn phía bên trong trứng nó đã bị hư rồi, cái con cái phôi đó nó không có cái nguồn dinh dưỡng nó ăn đủ, cho nên là nó bị nhỏ con và nó sẽ bị những cái biến chứng về tay chân hoặc là xương sống gì đó. Đó thì thường mà mình thấy những cái trứng mà bị vậy, mình có những cái trứng phôi nó vẫn chạy, phôi nó vẫn chạy và nó bị nấm mốc thì mình xử lý cho nấm mốc nó chết, cái trứng nó vẫn phát triển tới ngày nở luôn. Tuy nhiên đứa con nó ra thường là nhỏ con hoặc là bị dị tật ha. Thì đó là vậy. Rồi tới ngày thứ 70, tới ngày thứ 69, ví dụ mình biết ngày thứ 70 nó nở, thì anh em lưu ý á là gần tới ngày nở, có một cái này rất là hay, gần tới ngày nở á là cái trứng nó sẽ căng ra. Cái trứng nó giống như nãy mình có nói á, mới đẻ ra thì nó mớp. Nó mớp xong cái nếu mà phôi tốt thì nó căng tròn ra. Căng tròn xong rồi gần tới ngày nở thì nói chung là trong quá trình nó phát triển, cái con nó hình thành ngày càng lớn thì trứng ngày càng to ra. Ha, ví dụ như lúc ban đầu cái trứng cỡ này thôi, nhưng mà gần tới ngày nở cái trứng nó sẽ to đến cỡ này. Nó to 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 hoài tới gần tới ngày nở luôn. Thì các bạn biết khi mà tiết diện nó tăng lên thì cái độ mỏng của trứng nó ngày càng mỏng đi. Đó, khi nó nở to ra giống như chúng ta thổi bóng vậy đó, bong bóng lúc chưa thổi nó rất là dày đúng không, rồi vô cảm giác dày, nhưng mà khi chúng ta thổi hơi nó nhiều thì trong trứng ngày càng to ra thì đồng nghĩa lại là cái vỏ nó ngày càng mỏng đi. Thì các bạn hình dung cái trứng của con igu nó giống vậy, gần tới ngày đỏ nó sẽ rất là mỏng luôn. Thì con igu khi mà nó muốn chui ra nó sẽ động đậy mạnh một cái là cái vỏ trứng nó sẽ tét một đường, động đậy mạnh một chút là cái vỏ trứng nó đầu sẽ tét ra. Nó sẽ tét ra. Thì khi mà con ngày nở á, anh em mở ra gần tới ngày nở, anh em thấy sẽ trứng nó sẽ bị gắt một đường trên mặt giống vậy, tét một đường vậy. Rồi cái trứng nó sẽ mớp là do cái nước ối trong này nè, nó chèn ra bên ngoài, cho nên là cái trứng nó sẽ mớp và trên vỏ trứng nó sẽ có một cái đường như vậy. Là anh em biết nó sắp nở rồi, nó sắp chui cái đầu nó ra đó. Cái này là nó dùng theo như là wiki đồ này nọ, trên mấy cái diễn đàn thì ta nói là con igu nó sẽ có một cái dùng cái lưỡi nó hay cái răng gì nó rạch cái vỏ trứng nó để nó chui ra ngoài, nhưng mà mình nghĩ cái đó dành cho tụi rắn thì đúng hơn. Còn tụi igu nó giống như nó động đậy mạnh một cái là cái vỏ trứng lúc đó đã rất mỏng rồi, là nó tét liền một đường này thì cái nước ối trong này nó sẽ chảy ra, cho nên là gần tới ngày nở anh em sẽ thấy trứng nó bị mớp nha, trứng nó nhăn nó mớp lại vậy ra. Rồi thì bắt đầu anh em mới mở trứng ra. Chí, thấy một con igu đã chui cái đầu ra rồi. Đây mình vừa mới nói với anh em luôn. Nó sẽ dùng cái này nó uốn lên một cái là sẽ tét ra đường, gỡ lòi cái đầu ra nằm. Lòi ra nằm đây, nó vẫn chưa mở mắt đâu nha anh em, nó nằm nó thở thôi, nằm để thở đó, nằm để thở nè. Mấy có nghĩa là mấy trứng này chung một ổ thì nó cũng sẽ sắp chui ra như vậy đó. Thì đến giai đoạn này nhiều bạn hỏi anh ơi sẽ làm gì nữa bây giờ, thì đến giai đoạn này thì cũng chưa cần làm gì luôn. Trong giai đoạn này thì anh em có thể xịt nước lên cái vỏ trứng, xịt nước xương thôi, nhẹ thôi,
cho lên đây luôn để cho cái trứng nó mềm, con igu nó dễ đục. Có nhiều khi con igu nó yếu quá mà vỏ trứng nó còn dày quá, con igu nó làm hoài mà vỏ trứng nó không tét được thì con igu nó bị chết ngợp ở trong này luôn nha. Thì đối với tới cái giai đoạn này á thì nhiều anh em hỏi làm gì thì mình nói là cứ để yên, đậy nắp lại cho con này nó nghỉ ngơi nè, con igu trong này nó nghỉ ngơi nè. À, tuyệt đối á, nhiều bạn thấy khúc này mừng quá nắm kéo ra là tầm bậy luôn nha, tại vì nó chưa có sẵn sàng, nó chỉ mới có chòi ra thôi, nó còn phải ngủ thêm chắc khoảng 12 tiếng hoặc là 24 tiếng nữa nó mới sẵn sàng nó chui ra. Bởi vì chỗ này nó sẽ có kết nối với một cái noãn, cái chỗ này là dây rúng nè, nó có cái noãn là cái lòng đỏ đó, là cái nguồn thức ăn cung cấp cho nó ở đây. Thì khi mà anh em tấy máy tay chân quá, đụng đậy quá, nhiều khi nó giật mình nó chui ra luôn, thì nó sẽ lòng thòng một cái noãn ở đây, đó là những cái bé này nó sẽ không được khỏe mạnh. Cho nên tốt nhất là anh em phải để cho nó ngủ, nằm đây nó ngủ đi, nó ngủ một khoảng 12 tiếng hoặc một ngày nữa đó, thì 12 tiếng hoặc một ngày sau anh em mở ra là anh em sẽ thấy nó nằm đây. À, nó nằm đây thì lúc này nó sẵn sàng cho ra ngoài rồi. Còn lúc ở đây thì đừng có đụng chạm để cho nó giật mình nó bỏ chạy nha. Đó thì chúng ta chỉ nếu mà chúng ta thấy con này nó nở rồi á thì lúc này chúng ta sẽ rất là tò mò nè, cứ 1-2 tiếng mở ra coi lần, 1-2 tiếng mở ra coi lần, coi nó ra được bao nhiêu trứng rồi đó. Thì cái giai đoạn này cứ để yên thôi, để yên cho từng nào nó chui ra ngoài thì chúng ta bắt ra ngoài ha. Rồi tới cái khúc này cũng có cái nói nữa, để coi để mình nói sao đây. Có bạn, đại đa số mọi người thì khi con igu nó nở tới đây rồi á thì mọi người sẽ đậy nắp lại và chờ khoảng một ngày sau đó, mọi người sẽ bỏ vô một cái thùng trắng, thùng này nè, đổ một lớp nước nhẹ đó, rồi đầu mở nắp ra lại dưới đây igu nó nở ra hết, nó chạy toán lạng luôn. Thì mọi người hay bị sướng ở khúc đó đúng không, thấy anh em mà làm chạy hay khoe khúc đó mở ra đầu igu nó chạy toán lạng luôn đó. Thì mình á, nhưng mà mình thì mình khác mọi người ở chỗ á, lúc đầu mình cũng để cho igu nó nở trong này, nó nở đều hết ở trong này luôn, rồi nó chừng nào nó nở hết thì mình bắt ra. Nhưng mà chỗ này nó có hai vấn đề. Thứ nhất á, con igu khi mà nó mới đẻ ra người nó là nước gọi là cái gì, nước nhau đồ này nọ, nó rất là nhớt. Thì khi nó dính vô đây nè đó, nó nằm đây thì con igu nó sẽ dính mấy cái đất ấp này nè, dính đầy người nó rất là dơ, và nhiều khi nó còn liếm vô nữa, nó liếm vô thì có khả năng nó sẽ gây tắc ruột rồi này nọ thứ ha. Cái thứ hai nữa là khi mà nó mỗi một cái trứng nó bể xong rồi nó xì ra ngoài á, thì trong này cũng nước ối, nước nhau rất là nhiều. Thì các bạn nghĩ ra mấy chục cái trứng nó nằm trong này nè, nó sẽ đổ cái nước nhau nó lên cái đất ấp này thì nó rất là dơ. Anh em muốn tái sử dụng anh em phải phơi nắng rồi này nọ, nhưng mà nó vẫn cái mùi tanh, vẫn còn mùi hôi. Cho nên là sau này á, khi mà mình thăm trứng á, mình thấy nó đã chui ra được tới đây rồi nha, thì mình đi chuẩn bị một cái thùng khác. Chưa kịp chuẩn bị đồ mà là giờ phải vào chuẩn bị. Mình sẽ chuẩn bị một cái thùng khác. Thì cái thùng này á, cái thùng này mình sẽ đổ một cái lớp nước thấp tới đây, cỡ lóng tay đi ha, cỡ lóng tay. Rồi mình sẽ sang trứng này qua. Đây mình sẽ dùng cái rổ này. Đầu tiên á là mình sẽ lấy tạm gì ha, anh em có thể lấy hai cục đá. Nè, hai cục đá, ví dụ đây là hai cục đá đây, đổ lớp nước một lóng tay ha. Rồi kê cái thùng này lên. Đó, để cái hơi nước nó vẫn bốc lên. Coi gu khi mà nó gần nở thì nó rất cũng cần ẩm lắm, ẩm để làm mềm trứng rồi nó ra. Thì chúng ta đổ lớp nước mỏng tới đây. Rồi kê hai cục đá lên, gác một cái rổ qua đây. Rồi chúng ta bỏ trứng qua đây. Rồi đậy nắp lại. Đó, khi mà mình phát hiện ra có dấu hiệu là trứng sắp nở. Dấu hiệu trứng sắp nở là gì?
tự nhiên thấy cái trứng nó đang căng cái nó mềm lại, mặc dù chưa chảy nước luôn mà nó mềm lại là biết nó sắp nở. Cao hơn chút xíu nữa là mình thấy cái đầu quay gu nó lòi ra luôn, là biết cái ổ này sắp nở rồi. Thì khi cái ổ này sắp nở thì chúng ta sẽ làm như cái này ha, đổ một lớp nước mỏng rồi rót ổ. Thì cái mục đích của cái này là gì các bạn biết không? Thì hồi nãy mình nói cái điểm mà mình thấy nó không có ok ở cái này để cho nó nở tự nhiên trong này luôn thì mình đã phân tích rồi. Thì qua cái này chúng ta phân tích cái điểm lợi của cái này là gì. Thứ nhất, coi gu khi nó đẻ ra là nó sạch sẽ, nó không có gì dính đất nền. Nó ở đây cái thùng này là thùng sạch, thùng này chỉ có chứa nước sạch thôi, nó không có dính ba cái đất cát đất nền gì hết trơn á, cho nên là coi gu nó ra nó rất là sạch, nó cũng không liếm bởi ba cái cặn đồ này nọ nữa đó. Thì coi như mình phòng ngừa được cái khả năng nó liếm cái dị vật vô bụng nó, tại nó mới đẻ ra nó cũng hay liếm rồi lắm, thì mình phòng ngừa được cái điểm đó. Cái thứ hai nữa là cái nước ối của những cái trứng này nè, nó đổ xuống cái đây, nó đổ xuống cái thùng này, thì lúc đó mình đi lấy ra mình rửa cái thùng rất là dễ, nó không có làm ảnh hưởng tới cái đất ấp này. Thì đất ấp này mình tái sử dụng mùa sau ok được đó. Thì nó nở ra đây nó cũng sạch sẽ. Trong quá trình nó nở đây nè thì anh em mở ra anh em quay clip hay chụp hình đồ nó cũng đẹp. Còn lúc trước mà nó nằm trong này á, nó đẻ ra xong rồi nó dính ba cái đất đồ này nọ, anh em quay lên nhìn nó dơ, nhìn nó không được sạch sẽ. Mình thì mình khoái đẹp đó, cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho những anh em newbie cũng như anh em nào mà muốn tại vì biết sao, có nhiều bạn nói là ui anh Nam là siêu đỉnh luôn, anh Nam ấp không cần đất ấp luôn, ấp bằng nước không à. Cho nên là mình thấy các bạn hiểu lầm, cho nên là mình mới làm clip này để mình với để mình nói với các bạn là mình cũng không phải siêu đẳng hay siêu đẹp gì hết trơn á. Chẳng qua cái này là quá trình mình ấp bằng cái kia kìa, mình thấy là nó dơ cái đất ấp mình quá, nó tanh, nó dơ cái đất ấp quá rồi mùa sau mình mỗi lần mình muốn tái sử dụng mình phải đổ ra phơi cực quá. Cái thứ hai nữa, con igu nó ra nó dơ. Cái thứ ba nữa, lúc nó lòi đầu ra mình quay lên á thì nhìn nó lấm lem á, nhìn nó không được sạch sẽ. Nên sau này mình mới nghĩ ra cái cách này, khi mà nó gần đẻ rồi thì mình cho vô đây thì nó sạch sẽ luôn, nó đẻ ra là nó sạch luôn. Rồi cái nước ối mình cũng dễ xử lý đổ đi, nói chung là ok hết. Thì anh em newbie coi clip này thì có thể tự tin hơn, biết từng bước đi của mình, nó không có nói chung là nó cũng đúng, không có gì phải hoang mang cả đó. Thì đó, thì mình bỏ vô đây mình đỡ ngấp rồi đầu nó nở ra đầy nhóc hết luôn. Rồi mình cũng sẽ bỏ qua cái thùng kia để mình tắm mình rửa lại cái nước ngao sạch sẽ cho nó, xong bắt đầu mình cho ra nắng luôn. Mà ra nắng á, thì một tuần đầu tiên nó cũng chưa ăn đâu nha các bạn, nó cứ nằm, nó nằm đó. Tại vì mùng đầu tiên á, là nó chưa có nhu cầu ăn, lý do là cái nguồn dinh dưỡng từ cái noãn á nó vẫn còn và bé nó đang tiêu hóa hết. Thì khi nó tiêu hóa hết cái đó rồi á thì nó sẽ ăn cái thức ăn mới vào, cho nên là khoảng một tuần lễ 10 ngày đầu coi igu nó không có ăn, nó cứ nằm hoài á. Ở đầu nó, lúc nó nằm á là nó sẽ phơi nắng rồi nó sẽ hưởng những cái năng lượng rồi nó vô cho người nó khỏe mạnh phát triển lên ha. Thì đó là cả một cái đoạn đường đi từ phối rồi đẻ rồi thu hoạch rồi ấp rồi cho ra ngoài đời sống thiên nhiên, chuồng nuôi như thế nào. Thì mình đã có một cái, nói chung là cũng có một cái series đã hướng dẫn cho anh em đó. Thì không được làm con thiệt thì mình sử dụng những cái đạo cụ này để hướng dẫn cho anh em có những cái trải nghiệm tốt nhất ha. Thì bạn nào có thắc mắc gì đó thì có thể comment bên dưới mình sẽ chia sẻ, hoặc bạn nào có cái cách nào hay hơn thì chúng ta cùng giao lưu trao đổi với nhau ha. Ok mọi người, chúc mọi người có một mùa igu thành công, ra được nhiều siêu phẩm, làm được nhiều con đẹp và có những cái trải nghiệm thật sự là thú vị cho bản thân mình. Ok, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye.